Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu nằm trong top 3 mùa giải V-League 2022, mùa giải V-League 2022 sắp khởi tranh. Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ mới năm 2022. Ngày 13 tháng 2 tại thành phố Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022, mùa giải đầu tiên sau khi có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ. Sông Lâm Nghệ An đặt mục tiêu nằm trong top đầu của V-League 2022. Mùa bóng 2022, câu lạc bộ Sông Lâm Nghệ An tham dự hai đấu trường là V-League và Cúp Quốc gia. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng cùng các trợ lý Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, câu lạc bộ Sông Lâm Nghệ An đặt mục tiêu nằm trong nhóm ba đội dẫn đầu của V-League 2022. Đội bóng sẽ có trận đấu ra quân là chuyến làm khách trước câu lạc bộ B. Bình Dương vào ngày 25 tháng 2, phát biểu tại buổi lễ, Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn, tinh thần cho mùa giải 2022 đã hoàn tất. Câu lạc bộ Sông Lâm Nghệ An đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất trong từng trận đấu. Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của V-League 2022. Mục tiêu cao nhất, ý nghĩa nhất mà chúng tôi tự đặt ra trong mỗi thành viên Sông Lâm Nghệ An chính là tập luyện và thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng. Điều này nhằm khơi dậy hơn nữa niềm tự hào Sông Lâm Nghệ An đến các thế hệ cầu thủ Sông Lâm Nghệ An cũng như những cổ động viên thân yêu của đội bóng. Huấn luyện viên Huy Hoàng nói, tại buổi lễ, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chính thức ra mắt những bản hợp đồng được gia hạn như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và các tân binh như Trường An, Nana Paku, Abdul Bejic và Âu Jong Mark McCong. Mùa giải 2022 cũng là năm mà Sông Lâm Nghệ An chào đón sự trở lại của những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Tại lễ xuất quân, Câu lạc bộ Sông Lâm Nghệ An cũng đồng thời công bố đơn vị đồng tài trợ trong mùa bóng 2022. Đó là thương hiệu Eurosun, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp từ châu Âu. Như vậy, cùng với nhà tài trợ trang phục Grand Sport, trên áo thi đấu chính thức của câu lạc bộ Sông Lâm Nghệ An mùa giải năm nay sẽ xuất hiện hai thương hiệu lớn là gạo A An và Eurosun.